Sáng ngày 1 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với Liên hiệp Hợp tác xã Ong và Dịch vụ Nông nghiệp Vũ Quang, đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các phòng ban ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương, giám đốc, phó giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn toàn huyện. Liên hiệp Hợp tác xã Ong và Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vũ Quang được thành lập năm 2017, gồm 5 hợp tác xã và một tổ hợp tác, gồm hợp tác xã nuôi ong xã Thọ Điền, hợp tác xã nuôi ong xã Đức Lĩnh, hợp tác xã nuôi ong xã Đức Bồng, hợp tác xã nuôi ong xã Đức Giang, hợp tác xã nuôi ong xã An Phú và một tổ hợp tác nuôi ong tại thị trấn Vũ Quang. Đến thời điểm này, toàn huyện Vũ Quang hiện có hơn 1.000 hộ nuôi ong với hơn 7.500 đàn. Thực tế cho thấy nghề nuôi ong đã mang lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập và từng bước xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên hiện nay người dân vẫn đang phát triển chăn nuôi ong theo hình thức nông hộ, chưa hình thành nhiều hợp tác xã quy mô lớn, sản phẩm sản xuất chưa kiểm soát được chất lượng, thị trường đầu ra không ổn định. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhãn mát thương hiệu giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ nuôi ong chưa đồng nhất, gây khó khăn cho công tác quản lý chất lượng, giá cả. Liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân trong sản xuất, cung ứng kỹ thuật, vật tư cũng như bao tiêu sản phẩm còn hạn chế, tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất nhiều giải pháp để liên hiệp hợp tác xã ong và dịch vụ nông nghiệp vũ quang ngày càng hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững trong đó kiện toàn và củng cố lại tổ chức liên hiệp hợp tác xã khảo sát vị trí đặt xưởng trang thiết bị kho chứa bảo quản phòng làm việc cho bộ phận thường trực và giao dịch tổ chức các lớp dạy nghề hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi ong thống nhất tem nhãn mát sản phẩm mật ong Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Khắc Bằng nhấn mạnh, mật ong là một trong những sản phẩm chủ lực của huyện Vũ Quang, là nguồn thu nhập lớn của người dân và góp phần phát triển du lịch dịch vụ trong tương lai. Do đó đề nghị các địa phương, hợp tác xã tổ hợp tác cần vận động các hộ nuôi ong vào hợp tác xã tổ hợp tác có kế hoạch thu mua sản phẩm mật cho các hộ nuôi ong, thống nhất về giá để nâng cao giá trị sản phẩm. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng đề án tham mưu trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân huyện, phối hợp với Phòng Tài chính Kinh tế Hạ tầng nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp để xây dựng kho, mua sắm, bổ sung máy móc đảm bảo hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho các hộ nuôi ong, đảm bảo sản phẩm mật ong đạt chất lượng Liên hiệp hợp tác xã khẩn trương kiện toàn, củng cố lại tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, nâng tầm chất lượng mật ong, khuyến khích các hợp tác xã tổ hợp tác đăng ký xây dựng sản phẩm mật ong riêng theo đặc trưng của địa phương như mật ong hoa cam, mật ong gừng, vân vân. Phối hợp các phòng ban ngành thống nhất mẫu mã, nhãn mát cho tất cả sản phẩm mật ong và phải có logo chỉ dẫn địa lý kèm theo các quy định về quản lý cụ thể trung tâm văn hóa truyền thông huyện tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu mật ong vũ quang trên các phương tiện thông tin đại chúng huyện sẽ hỗ trợ liên hiệp hợp tác xã người dân trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm mật ong ra các thị trường lớn các doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác cần xác định phát triển kinh tế và lấy lợi ích lâu dài không chạy theo số lượng để sản xuất sản phẩm mật ong có chất lượng giữ vững uy tín và thương hiệu trên thị trường